Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lời Chúa vinh danh Chúa. Khi ấy có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử người rằng: Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không? Người đáp: nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng Từ thuở ban đầu Tạo hóa đã dựng loài người có nam có nữ Và người đã phán Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ Mà kết hợp với vợ mình Và cả hai sẽ nên một thân xác Cho nên họ không còn là hai Nhưng là một thân xác Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hiệp thì loài người không được phân ly họ hỏi lại vậy tại sao môi sen đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ người đáp vì lòng chai đá của các ông mà môi sen đã cho phép các ông rẫy vợ nhưng từ ban đầu thì không có như vậy tôi bảo các ông rằng ai rẫy vợ trừ nố gian dâm dạ đi cưới người vợ khác thì phạm tội ngoại tình và ai cưới người đã bị rẫy cũng phạm tội ngoại tình các môn đệ thưa rằng nếu sự thể việc vợ chồng là như thế thì tốt hơn đừng cưới vợ người đáp không phải mọi người hiểu được điều ấy nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi vì có những quạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những quạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì nước trời tự nguyện trở thành quan nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, người khen Chúa. thưa quý ông và anh chị em cách đây ít ngày ở trên báo điện tử zin news có đăng tải một bài viết ngắn mang tựa đề là đột biến nguy hiểm của biến chủng delta với một cái nhìn bao quát và tổng hợp những diễn tiến của dịch bệnh trên thế giới từ lúc hình thành cho đến khi bùng phát từ giai đoạn an bình trở lại cho đến thời kỳ bùng nổ lên thì tác giả đã nhận định rằng có nhiều hơn một yếu tố đã dẫn đến sự trỗi dậy cách mãnh liệt và hung bạo hơn của biến chủng delta trong đó hành vi của con người mà con nghĩ rằng đó chính là cuộc sống với những thói quen và kể cả những nhận thức chưa đúng đủ về dịch bệnh là yếu tố được kể đầu tiên tác giả viết rằng khi mà dịch bệnh đã đến một cái giai đoạn có những cái dấu hiệu lắng xuống Thì đó là lúc mà người ta nhanh chóng, dội dã trở lại với cuộc sống bình thường Các vũ trường, các quán bar, các bãi biển lúc nào cũng đông nghẹt người ta Người ta lơ là không đeo khẩu trang Người ta không có khoảng cách Vốn là những cái phương pháp cần thiết để mà ngăn ngừa dịch bệnh khi mà thế giới chưa tìm được thuốc đặc trị và thế là lúc đó biến chủng delta đã bùng lên mang đại dịch quay trở lại tấn công cuộc sống con người với một tầm mức khủng khiếp hơn bao giờ hết với một sự phức tạp vô cùng và một sự nguy hiểm rất là lớn. một chuyên gia nghiên cứu về sự tiến hóa của virus tại hoa kỳ đã phải thốt lên rằng tôi chưa từng bất ngờ bởi dịch cúm kể cả ebola nhưng giờ đây với delta tôi thật sự bất ngờ với một sự liên tưởng hết sức cá nhân con cho rằng bối cảnh của bài phúc âm mà chúng ta mới vừa được nghe nó cũng gần như tương tự như thế vì lòng thương xót và trung thành với ý định ban đầu mà thiên chúa đã ban cho con người những luật lệ những giới răng như là những lá chắn cần thiết để bảo đảm phần phúc đời sau trên nước trời như là những phương pháp hữu hiệu để giúp cho con người bớt bị lây nhiễm bởi virus cỏ lùng vốn là luôn hiện diện trong ruộng lúa trần thế này Thế nhưng cũng có lẽ Từ những thói quen của cuộc sống Cũng có lẽ từ những nhận thức sai lạc Về giá trị của giới răng và lệ luật Mà hôm nay đây chúng ta thấy Thánh Matthew đã thuật lại rất rõ ràng Một tình huống mà những người biệt phái đã đặt ra cho Chúa Giêsu, một tình huống hoàn toàn mang tính cách tiêu cực Một tình huống chỉ là nhắm đến bắt bẻ loại trừ mà thôi Vấn đề được đặt ra là Thật sự có tồn tại một mâu thuẫn nào đó Giữa thiên luật về hôn nhân gia đình Với những áp dụng thực tiễn của môi sen Cho tới lúc này Câu trả lời của Chúa Giêsu là không Người đã chỉ cho người ta thấy Đâu là ý định thiện hảo ban đầu của Thiên Chúa Luôn muốn dành cho con người những điều tốt đẹp nhất Và đâu là do những nhận thức sai lầm Dẫn đến những dấu hiệu Dẫn đến những yêu sách đáng buồn Mà môi sen Với tấm lòng nhân ái Và rộng lượng được thể hiện trong rất nhiều câu chuyện nơi các bài đọc thứ nhất mà chúng ta vừa nghe cũng như là các bài đọc trước đây. Buộc phải nhượng bộ với dân chúng. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu có phải tìm một thông điệp chính yếu cho bài phúc âm sáng hôm nay, con nghĩ rằng đó không phải là nằm ở một cái lời giải đáp thắc mắc của Chúa Giêsu dành cho những người biệt phái. Bởi vì trong tình huống này và trước tình huống này, Chúa Giêsu cũng đã giải đáp rất là rõ ràng rồi. Với con, thông điệp quan trọng mà bài phúc âm này mang đến hôm nay đó chính là thái độ của chúng ta trước giới răng lề luật của chúa và của giáo hội như con mô tả ở trên vốn là những phương pháp hữu hiệu vốn là những lá chắn vững vàng cho phần rỗi đời sau vĩnh cửu của mình chúng ta đã và đang coi lề luật của chúa và của giáo hội là gì trong đời sống hàng ngày của mình, trong đời sống đức tin của mình? Là sự bảo vệ chính đáng và cần thiết hay chỉ là những quy định nặng nề trói buộc sự tự do của chúng ta? Và đương nhiên, đương nhiên thôi, nếu là sự bảo vệ chính đáng và cần thiết, chúng ta sẽ hết mình tuân giữ nếu là sự trói buộc tự do chúng ta sẽ thoái thác chúng ta sẽ chối từ hoặc chúng ta sẽ tìm cách lý giải những luật lệ những giới răng đó theo cái suy nghĩ riêng của chúng ta để chúng ta đạt được những mục tiêu mà mình mong muốn mà chúng ta khỏi phải lương tâm của mình Khỏi phải ưu tư lo lắng Là chúng ta đang lỗi lệ luật của Chúa và của giáo hội Thánh Doan Bosco Nói với các môn sinh của mình rằng Hãy trung thành giữ luật Luật sẽ gìn giữ con Đó không phải là điều mới mẻ gì cả Vì điều này đã được trình bày Với rất nhiều hình thức trong giáo lý của Chúa Giêsu và trong giáo huấn của các tông đồ. Thánh Gioan Bosco đã khéo léo gom hết tất cả mọi thứ lại trong một câu ngắn gọn nhất, dễ hiểu nhất và dễ nhớ nhất để cho các môn sinh của mình nhớ lấy và tuân giữ. Riêng con, con vẫn thích và rất thích hình ảnh cánh diều tung bay trong gió để hiểu về vai trò và chỗ đứng của giới răng lề luật Chúa trong đời sống làm con cái Chúa của mình cuộc đời của mỗi người chúng ta chính là một cánh diều giới răng và lề luật của Chúa của giáo hội chính là sợi dây dùng để thả cánh diều đó bao lâu cánh diều này còn chấp nhận để mình bị cột chặt bởi sợi dây ấy thì bấy lâu nó sẽ bay cao và bay cao nữa trong bầu trời trong xanh gió mát còn khi nào nó quyết định bứt mình ra khỏi sợi dây kia để được tung bay để được tự do hơn nữa thì nó không hề được tự do nó cũng chẳng hề được tung bay chút nào cả mà nó phải kết thúc số phận của nó trong một sự buồn tuổi ghê sợ nó sẽ không còn nhìn ra chính nó nữa hãy vui mừng hãy tự hào Hãy kiên trì Hãy mạnh dạn Bám lấy giới răng Lệ luật của Chúa và của giáo hội Con tin chắc chắn rằng Cuộc đời Cánh diều cuộc đời của chúng ta Sẽ bay cao Và bay cao nhiều hơn nữa Trong bầu trời Của an bình Trong bầu trời của hạnh phúc